Sáng ngày 9 tháng 5, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đăng Huynh, 31 tuổi, ở xã Phú Xuân, vì đã có hành vi cầm dao bầu chọc tiết heo chém trọng thương một xã đội phó. Được biết, Huynh đang hành nghề giết mổ heo cho một lò mổ trên địa bàn xã. Chiều ngày 19 tháng 2, Huynh và anh Đinh Xuân Đức, 30 tuổi, là xã đội phó của xã E Đá, huyện Krông Năng, cùng đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn ở xã Phú Xuân. Sau buổi tiệc, giữa Huynh và anh Đức đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát, bị Đức đấm một cái vào mặt. Huynh đã mở cốp xe máy của mình lấy một con dao bầu chuyên dùng để chọc tiết heo, chém liên tiếp hai nhát vào mặt anh Đức. Anh Đức bỏ chạy vào nhà của một người dân gần đó thì bị Huynh rượt theo để chém, nhưng được mọi người can ngăn. Nạn nhân sau đó được người dân đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu với tỷ lệ thương tích 30%.